Chi 7 triệu đãi bạn diễn đi ăn, Harry Won bị chỉ trích là phí tiền sao không đem làm từ thiện cho người nghèo. Trong một bữa ăn cùng đồng nghiệp Tuấn Trần, Harry Won đã chi 7 triệu để đãi bạn diễn. Nhưng hành động hào phóng này của nữ nghệ sĩ lại nhận về hàng loạt chỉ trích thay vì khen ngợi. Chia sẻ một đoạn clip trên fanpage cá nhân, Harry Won khoe việc vừa đãi Tuấn Trần, đồng nghiệp trong làng giải trí, đồng thời là bạn diễn đang hợp tác trong dự án Gia đình Mén, một bữa ăn tại nhà hàng. Trong hóa đơn được Harry Won tiết lộ trong đoạn clip, thì tổng chi phí của bữa ăn của nữ nghệ sĩ và đồng nghiệp sắp xỉ đến 7,5 triệu đồng. Đoạn clip này bất ngờ nhận về một số ý kiến trái chiều khi cho rằng Harry Won đã tiêu xài lãng phí, khi số tiền một bữa ăn của nữ nghệ sĩ mà bạn bè có thể là chi phí sinh hoạt trong một tháng của người bình thường, và khuyên Harry Won nên dùng số tiền ấy vào việc làm từ thiện giúp đỡ người nghèo sẽ ý nghĩa hơn. Ăn chỉ có một bữa ăn thôi mà đắt thế, một bữa ăn mà mình làm cả tháng cũng không dư bằng một bữa ăn. Để tiền giúp đỡ người nghèo chứ đại gia mà lên đây khoe bữa ăn bạc triệu để làm gì? Nước suối 3 chai 390 nghìn, mua được 3 thùng ở ngoài luôn. 3 chai nước suối là 390 nghìn, 3 chai Coca Zero 180 nghìn. Nhìn vào bảng giá có thể thấy giá tiền cả nhà hàng này khá cao, khi 3 chai nước suối có giá là 390 nghìn đồng, nước ngọt cũng không kém khi đến 90 nghìn một chai. Tuy nhiên, đối với một nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có như Harry Won, thì số tiền cho một bữa ăn đãi bạn bè là phù hợp và không hề hoang phí. Nhiều người hâm mộ cũng đã nhanh chóng phản pháo lại ý kiến trái chiều bằng hàng loạt lý lẽ. Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, tiền nhiều thì để làm gì, làm ra tiền thì để làm gì. Đăng ảnh Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy bàng hoàng, không tin người đẹp trai như vậy từng nói yêu mình. Nhiều lúc tôi không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình. Có phải đó là chuyện ngôn tình biến thành hiện thực không? Hoa hậu hoang mang. Thời gian qua, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh công khai quá khứ yêu hoa hậu Mai Phương Thúy, khiến làng giải trí bàn tán xôn xao. Tuy vậy, khi được hỏi đến chuyện tình cảm với mỹ nam showbiz, người đẹp họ Mai chưa từng đối diện thẳng mà khéo léo né tránh. Thế nhưng mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ công khai đăng ảnh Noo Phước Thịnh lên trang cá nhân, trầm trồ trước dung mạo mỹ nam. Cô không thể tin nổi một người đàn ông đẹp hoàn hảo như vậy lại từng nói yêu mình. Sáng ra bạn tôi đã làm cái story đẹp muốn ngất. Bạn tôi muốn con dân phải sống sao, nhiều lúc tôi không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình. Có phải đó là chuyện ngôn tình biến thành hiện thực hay không? Hoa hậu hoang mang. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục thể hiện mong muốn Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh trở thành một cặp. Không, em không chịu đâu, em vẫn xếp thuyền này chị ạ. À, đôi này mà cưới nhau con đẹp phải biết. Tích cực đẩy thuyền, quay lại đi anh chị ơi. Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, ôi mong chờ, là những bình luận được người hâm mộ gửi đến Mai Phương Thúy. Tuy nhiên, hoa hậu Mai không ủng hộ suy nghĩ đó. Cô khuyên fan nên xếp Noo Phước Thịnh với người khác vì cô chỉ xem nam ca sĩ là bạn tốt mà thôi. Mai Phương Thúy xác nhận chỉ là bạn tốt với Noo Phước Thịnh. Hoa hậu khuyên fan nên xếp Noo Phước Thịnh cho người khác. Trước đó, vào cuối tháng 10 2018, Noo Phước Thịnh bất ngờ xác nhận từng có khoảng thời gian yêu hoa hậu Mai Phương Thúy trong một talk show. Tôi không ngại ngùng khi chia sẻ về tình cảm này vì những điều tôi dành cho Thúy tất cả mọi người ngoài kia đều biết, rất đẹp đẽ. Chỉ vì mọi người săn lùng tôi quá nên tôi không muốn nói mà thôi. Để nói về một người mà mình từng yêu, tôi thích dành những điều tốt đẹp cho họ. Tôi không phải người không yêu đòi quà hay nói xấu người yêu cũ. Tôi chỉ nói vậy thôi để Thúy còn đi lấy chồng chứ, nam ca sĩ kể. Nói về lý do cả hai không thể tiến xa hơn, giọng ca lặng thầm cho biết, tôi và Thúy là hai thế giới quá giống nhau từ tính cách, tư duy và tư tưởng nên không thể chạm vào nhau được. Trong khoảng thời gian thử yêu, những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi định nói, Thúy đều biết. Noo Phước Thịnh như phiên bản nam của Mai Phương Thúy, còn Mai Phương Thúy như phiên bản nữ của Noo Phước Thịnh. Những tham vọng, tư duy quá lớn nên hai thế giới này đụng vào nhau sẽ nổ tung. Cái tôi, tham vọng và tư tưởng của mỗi người không giảm xuống để ở bên nhau, nhưng đó cũng chính là những thứ khiến tôi yêu Thúy đến giờ vẫn vậy. Trước giải bày quá khứ của Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy tỏ ra bất ngờ và xin im lặng để trấn tĩnh lại tinh thần. Sau khi bình tĩnh, Hoa hậu Việt Nam 2016, việc này tôi sẽ hỏi xem Noo nên hành động như thế nào, cậu ấy bảo sao tôi sẽ làm theo, tôi rất nghe lời cậu ấy. Chàng đã chỉ thị rồi thì em cứ thế làm theo thôi. Mọi người đừng hỏi về vấn đề này nữa, em rất nghe lời cậu ấy. Nên phản ứng của em không giải quyết được vấn đề gì cả, Mai Phương Thúy chốt lại. Phi Thanh Vân đá xoáy Trường Giang, dạy năm em chiêu tránh thất tình và nghệ thuật làm đàn ông tan chảy. Không chỉ gợi nhớ tới Trường Giang, Phi Thanh Vân còn khẳng định sẽ dạy năm em cách làm đàn ông tan chảy, cũng như giúp cô không phải đau khổ vì tình. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cuộc hội thoại giữa Phi Thanh Vân và nam em khi cả hai cùng ngồi ghế nóng một chương trình.
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Phi Thanh Vân không liên tục gợi lại chuyện tình ồn ào của nam em với Trường Giang, cũng như khẳng định sẽ dạy Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 cách làm đàn ông phải tan chảy vì mình. Phụ nữ khi yêu ai rồi họ chung thủy 100% tuyệt đối, giống như trường hợp của nam em ngày xưa. Nữ diễn viên cô gái xấu xí quả quyết, trước lời chia sẻ của đàn chị mỹ nhân họ Nguyễn bản lẽn cho biết không có gì để nói. Không được đâu nam em, chiều nay chị sẽ huấn luyện em khóa để mà đàn ông không thể nào vùi dập và làm em đau khổ nữa. Lúc đó, chỉ có em mới có thể làm cho đàn ông tan chảy. Chị từng vấp ngã và chị đã học tâm sinh lý tình dục học. Chị đọc tới cả trăm quyển sách nên các bạn nữ ở đây hãy theo chị sẽ dạy cho, Phi Thanh Vân chia sẻ. Phát ngôn của nữ hoàng giao kéo nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ phía đồng nghiệp cũng như MC chương trình. Không những thế, khi nghe top 8 Miss Earth giải bày về người đàn ông khéo miệng, thường dễ bị lật mặt như lật bàn tay, Phi Thanh Vân lên tiếng phản đối. Cụ thể, nam MC hỏi, nam em thấy phần ứng xử của anh chàng này như thế nào, nam em phân trần. Em nói cảm xúc thật nha, em thấy bạn khéo léo nên hơi sợ. Nếu đàn ông khéo ăn khéo nói thì họ lách luật rất nhanh, cho nên nhiều khi không biết thế nào thật thật giả giả. Rồi khi đồ giả cũng là thật, đồ thật cũng là giả. Phản pháo lại lời nói của đàn em, Phi Thanh Vân cho rằng nếu đàn ông không khéo ăn khéo nói chắc chắn đó là người ăn hại. Bởi theo cô, người đàn ông bắt buộc phải khéo ăn bản lĩnh đức độ thì mới ra được bên ngoài làm ăn, còn nếu không khéo hèn thì coi như xong đời. Sau lời quả quyết của đàn chị, nam em vẫn giữ nguyên quan điểm khi nhận xét chàng trai trẻ. Chân dài sinh năm 1996 cũng khẳng định cô không thích đàn ông nói nhiều và giờ em không thích đàn ông nữa. Bây giờ em không quá quan trọng điều đó nữa, mục tiêu sống của em là vui vẻ hạnh phúc, nam em bộc bạch. Hay trong một diễn biến khác, khi mỹ nhân 24 tuổi dành lời khen hiền lành thật thà cho một nam diễn viên, Phi Thanh Vân bất ngờ gợi lại vết thương lòng của cô. Em thấy anh này hiền thật thà, nam em lên tiếng. Hiền như người đàn ông trước của em vậy đó, Phi Thanh Vân bồi thêm. Trước đó nam em từng công khai mối tình trong bóng tối với Trường Giang. Ngay khi chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Ở bên dưới phần bình luận, người hâm mộ nhanh chóng gọi hồn Trường Giang trong những câu đùa vui của Phi Thanh Vân với nam em. Tuy nhiên, cũng không ít người thể hiện sự bức xúc khi nữ hoàng giao kéo gợi lại chuyện đã qua. Thậm chí một số cho rằng cả Thanh Vân và nam em đang cố bấu víu vào cái tên Trường Giang để gây sự chú ý. Hiện tại đoạn clip này vẫn đang gây tranh cãi. Cùng tuổi, ông Cao Thắng mơn mởn như thanh niên, còn Quách Ngọc ngoan quá dừ, hai đời vợ có khác. Nếu không biết sinh nhật thật, sẽ chẳng ai nghĩ họ bằng tuổi nhau. Tháng 1 vừa qua, Đông Nhi đã chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật lần thứ 33 của ông Cao Thắng và nhắn nhít gọi bạn trai bằng cậu bé trà sữa. Nhiều người hâm mộ mới nhật bình nhớ ra, ông Cao Thắng đã bước qua tuổi 30 từ lúc nào vì đẹp trai và quá trẻ trung, công tử nhà đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng bị lầm tưởng mới chỉ 27-28 tuổi. So với người bạn cùng tuổi Quách Ngọc Ngoan, quả thật có quá nhiều sự khác biệt. Cộng đồng mạng chỉ ra lý do nam diễn viên họ Quách dừ hơn không chỉ do ghen, mà vì anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Ông Cao Thắng và Quách Ngọc Ngoan cùng sinh năm 1986, trong khi bạn trai của Đông Nhi trẻ như một cậu học sinh, thì Quách Ngọc Ngoan lại có phần già dặn hơn. Dù có thân hình cao to, cường tráng hơn ông Cao Thắng, nhưng với lịch trình đóng phim khắc khổ, thường xuyên phải vật lộn xương gió cho vai diễn, nên Quách Ngọc Ngoan bị lão hóa nhan sắc nhanh hơn. Về phần ông Cao Thắng, anh ít đi hát và rút lui về kinh doanh, công ty giải trí. Thường xuyên tập thể thao duy trì vóc dáng khỏe mạnh, được bạn gái chăm sóc, nên thiếu gia trẻ bao năm vẫn giữ mặt baby như vậy. Một phần nữa là do gen di truyền, trong khi cha mẹ và anh chị em ông Cao Thắng đều rất trẻ trung xinh đẹp hơn tuổi thật, thì cha mẹ của Quách Ngọc Ngoan lại già hơn vì đều làm nghề nông. Hai nghệ sĩ ít nhiều, hưởng gen từ gia đình nên có sự khác biệt về nhan sắc dù cùng bằng tuổi. Hơn thế, Quách Ngọc Ngoan đã là bố trẻ con, trong khi ông Cao Thắng vẫn là trai tân. Dù thọ thiếu thời có xoáy ca đến mức nào thì sau khi lấy vợ, Quách Ngọc Ngoan vẫn bị đánh bại. Ông Cao Thắng có khuôn mặt bất chấp mọi thời gian. Nam ca sĩ chưa có dấu hiệu lão hóa nào dù đã quá 30 tuổi. Đến bạn gái Đông Nhi cũng phải ghen tị về nhan sắc của anh chàng. Hơn Song Luân 5 tuổi, nhưng ông Cao Thắng nhất định không chịu lép vế. Khuôn mặt của nam ca sĩ luôn rạng rỡ và điển trai. Dù để kiểu tóc nào thì ông Cao Thắng vẫn khiến người ta tin anh chỉ mới đôi mươi thôi. Nhìn anh tưởng học sinh cấp 3 chứ. Ở một hoàn cảnh khác, Quách Ngọc Ngoan từng là siêu mẫu vì anh có vóc dáng lý tưởng. Sau khi ly hôn với vợ cũ và chạy theo tình già, Quách Ngọc Ngoan để lộ khuôn mặt ngày càng xuống sắc.
nam diễn viên được săn đón ngày nào giờ chẳng quan tâm tới ngoại hình. Quách Ngọc Quang luôn để râu ria và lộ mặt mệt mỏi. Nhìn mái tóc này ai cũng nghĩ anh 40 tuổi. Quách Ngọc Quang không giữ hình ảnh soái ca kể từ sau khi có con. Lần gần nhất cộng đồng mạng thấy anh nhẵn nhũi là trong bộ phim điện ảnh của Victor Vũ. Kỷ niệm ngày cưới, Nguyệt Ánh khoe hình con trai cưng 6 tháng tuổi, có một điểm giống mẹ như đúc. Có dòng máu lai Ấn Độ nhưng vẻ ngoài của em bé lại giống Nguyệt Ánh như đúc. Thấm thoát đã 2 năm lấy chồng người Ấn Độ, Nguyệt Ánh vẫn đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình và có thêm cậu con trai đáng yêu. Nhưng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Nguyệt Ánh dẫn con trai đi du lịch, vẫn kiên quyết giống mặt em bé. Sau khi kết hôn, Nguyệt Ánh rất hạn chế khoe hình với ông xã Ấn Độ, ngay cả em bé cũng không để bị lộ toàn bộ khuôn mặt. Con trai Nguyệt Ánh đã hơn 6 tháng tuổi và chậm vía rất rắn chắc. Em bé cũng không có màu da ngăm đen như bố, mà có vẻ ngoài trắng trẻo giống hệt mẹ. Trước đó Nguyệt Ánh cũng từng chia sẻ hình ảnh một phần mặt của con trai. Ai cũng thấy rõ cậu bé có đôi mắt và hàng lông mày giống mẹ y đúc. Nhiều cư dân mạng cho rằng cậu bé may mắn khi không mang nước da ngăm đen như bố. Ông xã Nguyệt Ánh từng bị chê kém sắc hơn so với vợ rất nhiều. Bỏ qua chuyện ngoại hình, cuộc hôn nhân của Nguyệt Ánh đến nay vẫn rất viên mãn. Sau khi sinh con, nữ diễn viên cũng đã quay trở lại công việc đóng phim từ rất sớm.